Bài viết có tựa đề "Lần đầu tiên nữ ca sĩ gốc Việt được đề cử giải Grammy" được đăng trên Facebook của Minh Hà Phạm. Ở thể loại nhạc cổ điển này, trong lịch sử của giải Grammy từ năm 1959, đây là lần đầu tiên một giọng hát nữ của Á Đông nói chung và cũng là một giọng hát người Mỹ gốc Việt nói riêng được đề cử, sau khi album Mythology của Sanjita Teresa Mai đã được đề cử vào giải Grammy 2021 ở Mỹ trong hạng mục album nhạc cổ điển có giọng hát hay nhất. Sanjita Teresa Mai có chất giọng cao vút, mạnh mẽ và ngọt ngào. Giọng nữ cao Hilla Blipman, người hát chung với lại Sanjita Teresa Mai trong album cũng được đề cử. Ở thể loại này, trong lịch sử của giải Grammy từ năm 1959, đây là lần đầu tiên một giọng hát nữ của Á Đông nói chung và cũng là một giọng hát người Mỹ gốc Việt nói riêng được đề cử. Chỉ có 5 album trên thế giới được bình chọn cho mỗi hạng mục. Ca sĩ Sanjita Teresa Mai rất xúc động và hãnh diện khi nhận được tin này. Cô chia sẻ, đây là một tin vui với cộng đồng gốc Việt và cũng là một thành tựu cho riêng mình. Sanjita Kaur Teresa Mai, có tên là Mai Xuân Lan, sinh ra ở bang California, Mỹ, từ một gia đình gốc Việt. Trong album Mythology, nhà soạn nhạc Danny Santa Vansi đã sáng tác những tác phẩm dựa trên thần thoại Hy Lạp cho hai giọng ca nữ đầy nội lực, Sanjita Kaur và Hilla Blipman. Sanjita Teresa Mai, có tên là Mai Xuân Lan, sinh ở bang California, từ một gia đình gốc Việt. Cô tốt nghiệp nhạc viện ở Boston, bang Massachusetts, với bằng Master về biểu diễn. Album Mythology của Sanjita Teresa Mai đã được đề cử vào giải Grammy ở Mỹ trong hạng mục album nhạc cổ điển có giọng hát hay nhất. Sau gần 2 năm học cao học về luyện thanh ở Vince, Ý, cô sở hữu giọng ca cao vút, mạnh mẽ nhưng ngọt ngào cho thể loại nhạc cổ điển và opera. Nữ ca sĩ chuyên về nhạc thiền, sáng tác nhạc, sản xuất âm nhạc và trình diễn nhiều nơi tại Mỹ cũng như trên thế giới. Hơn 30 giải thưởng âm nhạc có giá trị đã được dành cho cô. Sanjita từng được không ít nhà bình luận khen ngợi vì giọng hát tinh tế và thanh lịch. Giới âm nhạc Mỹ gọi cô là người phụ nữ thời phục hưng trong thời đại của nhạc mới. Những tác phẩm của Sanjita vượt qua giới hạn đặc thù của nhiều thể loại âm nhạc, đến nỗi không ít nhà bình luận đã ngợi khen một giọng hát tinh tế và thanh lịch. Cô cũng thành lập tổ chức phi lợi nhuận Empower with Art Production với mong muốn những sáng tạo âm nhạc đem lại sự lạc quan tích cực cho cuộc đời. Những album giành các giải thưởng của cô có thể tìm ra trên nền tảng kỹ thuật số. Chương trình mới ra mắt dài một tiếng của Sanjita Kaur and Friends nằm trong chuỗi chương trình Front and Center của PBS đang được phát sóng trên toàn nước Mỹ. Trong đó có nhạc phẩm Penelope trong album Mythology. Thank you.
anh đã bình yên, con tim sẽ không nhiều nhớ em. Phố bỗng nhẹ tiếng mưa đêm, bên hiên vắng ôm đàn nhớ thêm. Anh hát nhã ca đêm cho vừa nỗi nhớ em. Lại nỗi nhớ bay đi, chim đâu biết mây buồn ngồi đây, chẳng thấy thương đời mây, chẳng xuống chơi đêm nay. Rồi thương nhau mới thấy, xa một ngày tim chết từng giây. Chim phương trời, anh nghĩ đời mình cũng là mây. Để đi xa mới nhớ, mây thấy mình cũng thích làm thơ. Thơ thả bay lên trời, gió thương tình gió nhắn giùm tôi. Người rừng ơi thương lắm, nên đêm dài thức trắng nhìn trăng. Trăng tan đêm trôi dần, nhà ca đêm anh hát du mình. Sẽ không nhiều nhớ em. Phố bỗng nhẹ tiếng mưa đêm, bên hiên vắng ôm đàn nhớ thêm. Anh hát nhã ca đêm cho vừa nỗi nhớ em. Cứ nghĩ anh đã điềm nhiên, đâu hay em đi nhẹ vào tim. Để lại nỗi nhớ bay đi, chim đâu biết mây buồn ngồi đây. Chẳng thấy thương đời mây, chẳng xuống chơi đêm nay. Rồi thương nhau mới thấy, xa một ngày tim chết từng giây. Em là chim phương trời, anh nghĩ đời mình cũng là mây. Để khi xa mới nhớ, mây thấy mình cũng thích làm thơ. Thơ thả bay lên trời, gió thương tình gió nhắn giùm tôi. Người rừng ơi thương lắm, nên đêm dài thức trắng nhìn trăng. Trăng tan đêm trôi dần, nhà ca đêm anh hát du mình. Trăng tan đêm trôi dần, nhà ca đêm anh hát du mình. Trăng tan đêm trôi dần, nhà ca đêm anh hát du mình.